Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ bé gái nghi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất phối hợp khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc bé gái nghi bị người tình của mẹ bạo hành nhiều lần, đóng chín đinh vào đầu. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, hôm nay, 20 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vụ việc trẻ nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhận được báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về vụ việc trẻ nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 1, Công an huyện Thạch Thất nhận tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một ca cấp cứu bệnh nhân là trẻ em trong tình trạng nguy kịch, nghi do bị bạo hành. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra. Ngay trong ngày 18 tháng 1, cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, thường trú xã Thạch Hòa, Thạch Thất, nghề nghiệp thợ mộc, và N.T.L. sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Canh Nậu, Thạch Thất. L là mẹ đẻ nạn nhân, Huyên và L sống chung như vợ chồng. Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Như báo Pháp luật Việt Nam phản ánh, chiều ngày 17 tháng 1, bé gái DNA, 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê với 9 chiếc đinh cắm trong đầu. Các bác sĩ đã phát hiện ngoài tổn thương ở sọ não, cháu còn phải bó bột ở tay thời gian khoảng 2 tuần. Thông tin từ bố và bà nội nạn nhân, trong khoảng 3 tháng, cháu NA nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng do ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt 3 chiếc đinh, dị vật ở mũi. Những tai nạn này đến với bé gái 3 tuổi khiến dư luận nghi ngờ cháu bé bị bạo hành. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.